Trước 1481, khách sạn Lai Hỉ bắt chước chúng ta. Tới trước khách sạn Đạt Tư, tài xế taxi khăng khăng không chịu vào, chẳng phải người ta đồn chỗ này không an toàn nữa. Lục Ản Ngư thấy tình hình này thì thở dài. Đến rồi à? Cô xuống xe đi tiếp đến cửa khách sạn. Cả khách sạn mang đậm phong cách phục cổ, nòm đặc sắc hơn khách sạn Lai Hỉ cô vừa đi ngang qua rất nhiều, hơn nữa vị trí địa lý lại rất tốt. Nếu chuyện đó không xảy ra, ai cũng sẽ chọn bên này thôi. Cô đã gửi tin nhắn cho Miểu Miểu nhưng không thấy trả lời. Đoạn đường bước vào bên trong rất yên tĩnh, không một bóng người. Cô không hề hay biết rằng lúc này cô đang xuất hiện chính giữa camera toàn cảnh. Bấy giờ, tại phòng máy tính lầu 2, có khoảng mười mấy người đang ngồi bên trong. Tất cả đều là streamer chuyên nghiệp được Thiên Miểu mời tới. Hiện giờ đã có 30.000 lượt xem và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Người nói chuyện là một trong số các streamer lần này, anh ta đã bố trí xong các vị trí máy quay khác nhau bên trong và ngoài sảnh lớn, bắt đầu quay từ đây. Thiên miểu nhìn qua số lượt xem trên livestream, mới qua mấy giây, đã tăng lên 40.000 người. Phần lớn những người này đều là fan hâm mộ của các streamer. Thiên miểu vẫn chưa sử dụng kênh của mình để quảng bá cho buổi livestream trực tiếp này, cũng muốn xem thử hiệu quả trước. Bọn họ lướt nhanh qua các bình luận, đa số đều cảm thấy tò mò và thích thú có người còn yêu cầu streamer nhanh nhanh đến nơi xảy ra sự việc lúc trước mặc dù việc xảy ra ở hồ bơi nhưng khi tin tức được lan truyền căn phòng của người trong cuộc cũng bị đồn đoán là rất bí ẩn vì vậy điều này đã trở thành điểm nổi bật của buổi livestream có sự tham gia của lục quản ngư bầu không khí trong buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng được hâm nóng qua ống phim cô giống như nữ chính bước vào một khung cảnh xa lạ trong một bộ phim cô đang rất cảnh giác ngay cả ánh mắt cũng hết sức căng thẳng. Các cư dân mạng tưởng rằng Lục Bản Ngư là diễn viên được các streamer mời tới, ai cũng dối rít khen kỹ năng diễn xuất của cô tốt. Máy quay chuyển động theo bước chân của Lục Bản Ngư, streamer bên cạnh bắt đầu thuyết minh. Anh ta không cố gắng khiến cho bầu không khí trở nên kịch tính hơn, mà chỉ giới thiệu về nội bộ khách sạn như một hướng dẫn viên du lịch. Lục Bản Ngư đi tới đâu, anh ta bèn thuyết minh đến đó. Thần bất ngờ là điều này lại mang đến hiệu quả cực cao, nhiều người nói họ dựng tóc gái luôn rồi. Thiên Miểu thấy hiệu quả tốt nên đã sao chép link và chia sẻ lên Weibo của mình. Bài đăng này nhận được rất nhiều lượt like và share từ bạn bè. Trong đó cũng có không ít nghệ sĩ giới giải trí đã từng tham gia show tạp kỹ cùng cô. Những người này rất hay tương tác với Weibo của cô, đến mức bên ngoài cũng đồn rằng quan hệ giữa họ rất thân thiết. Cách này vô cùng hiệu quả. Độ hot của buổi phát sóng trực tiếp đã tăng thêm hàng chục nghìn lượt xem. Hà Kỳ mừng rỡ sếp càng ngày càng có nhiều người xem chúng ta tiết kiệm được một khoản phí marketing cực lớn đấy thiên miểu gật đầu chuẩn bị xong vô chính thức cho quán rượu chưa đã xong lâu rồi ừ vậy thì bắt đầu thôi mỗi ngày chúng ta sẽ cập nhật một động thái mới được ấy sếp à cậu chú ý nhé như vậy có thể thu hút lượng truy cập ừ thiên miểu nhanh chóng tập trung vào blog chính của khách sạn rồi đăng một trạng thái mới về nó chỉ chốc lát sau Phong Huyền cũng đứng ra chia sẻ bài đăng, kéo về rất nhiều lượt thích và bình luận. Lúc này Hắc Kê bỗng cất tiếng, Sếp, khách sạn Lai hỉ này đang bắt trước chúng ta. Hả? Cậu nhìn đi, có tin Thôi Kinh Huyễn sẽ đến khách sạn của bọn họ trong sự kiện tháng tới nữa này. Bây giờ cư dân mạng đang tranh cái bảo chúng ta ké phim của bọn họ. Thiên Miểu đọc lướt qua các thông tin, đúng là như vậy vì hai khách sạn nằm trên cùng một con đường nên cư dân mạng mới nghĩ bên thôi kinh huyễn sẽ tới một trong hai khách sạn trên con đường này nhưng khách sạn lai hỉ là một khách sạn bình thường còn khách sạn đạt tư lại là khách sạn bất bình thường vì thế đa số bọn họ đều cho rằng khách sạn lai hỉ mới là lựa chọn hàng đầu trong khi khách sạn của bọn họ chỉ toàn ké phêm từ chuyện này có vài người diễu cợt bọn họ không ké được phêm, chắc còn chẳng thu hút được ai nói bọn họ đáng đời Kỳ quặc hơn nữa, có người xưng là người dân sống gần đó đã làm chứng rằng Thôi Kinh Huyễn đặt khách sạn Lai hỉ, chứ không phải là Đạt Tư. Chương 1482, đặt trước phòng tổng thống trong một tuần tới. Nực cười thật chứ, hắc kê tức đến độ phải chửi tục, cậu ta nói tiếp. Bọn họ còn bôi đen chúng ta, đúng là không biết dơ. Tạm thời đừng có quan tâm tới. Thiên miểu nói sang bèn hỏi cậu ta, có bao nhiêu người tới xin việc? Hắc kê đáp, cũng có kha khá. khá chủ yếu toàn chờ chúng ta tăng lương cho bọn họ. Vậy thì dẹp đi, cô không hề do dự. Hake hiểu suy nghĩ của cô, thực sự không thể tăng lương một cách bừa bãi, giống như công việc ở nhà tang lễ vậy. Mọi người đều biết nội dung công việc là gì cho nên có rất ít người đi, dù có đi thì cũng là vì mức lương cao. Tăng lương đồng nghĩa với việc khách sạn này thừa nhận những tin đồn động trời kia và chấp nhận rằng đây là một khách sạn xôi rồi nếu muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi của mọi người thì tự thân bọn họ phải bắt đầu trước bằng việc dùng cảm xúc bình thường làm việc với khách sạn này sau khi chối bỏ tin đồn chưa tới 10 tiếng đã có 5 người bày tỏ mong muốn được ứng tuyển hake vui mừng sếp mấy người này đều là quân nhân giải ngũ có cả nam lẫn nữ cầu đi phỏng vấn bọn họ không có vấn đề gì thì thuê đi uhm, ok chờ một chút Thiên miểu ngẫm một lát rồi nói Bà bọn họ chuẩn bị xây yếu lý lịch Cậu đứng phỏng vấn ngay tại đó luôn Không cần mời vào Được tôi hiểu ý rồi Hôm nay hai khách sạn này gần như bắt đầu buổi phát sóng Trực tiếp cùng một lúc Nội dung khác nhau Nhưng mối quan hệ thân thích giữa hai người quản lý Đã trở thành một trong những đề tài để bàn tán sôi nổi Ngày đầu tiên Khách sạn La Hỉ giành chiến thắng Bọn họ áp dụng chiến lược dùng streamer có giá trị nhan sắc rất thành công, thu hút được một lượng lớn lượt xem từ đông đảo các fan hâm mộ bên cạnh đó khách sạn cũng đang trong khoảng thời gian có hoạt động khai trương với nhiều đợt giảm giá số lượng đơn đặt phòng tăng vọt ban đêm quầy lễ tân báo cáo với thương lam rằng về cơ bản đã hết sạch phòng trong nửa tháng tới chỉ còn phòng tổng thống mà thôi thương lam vừa mừng vừa lo cô ta lại nhạt đáp xem ra đẳng cấp khách hàng của chúng ta còn thấp quá phải tìm cách kéo vài người cấp cao tới cô lam như vậy đã là rất khá rồi, cô không biết đâu. Bên đạt tư kia cũng phát sóng trực tiếp cả ngày nhưng chỉ có độ nổi tiếng tăng lên chứ chẳng có ai vào ở. Đừng vội, cứ từ từ, nửa tháng sau vẫn vậy thì mới có thể an tâm được. Nói xong cô ta hỏi, phía thôi kinh huyện thế nào? Trả lời chưa? Ừ, um, tôi có nghe ngóng chuyện này chỉ là tin vì thôi. Tháng sau thôi kinh huyện kín lệch rồi, hoàn toàn không có thời gian tới thành phố ô đâu. Chắc khách sạn đạt tư cùng đường rồi mới chơi mánh này. Thương Lam cười mỉa, thật không? Thật thật mà, nhưng mà có hơi phiền. Bây giờ trên mạng ai cũng nói anh ta sẽ đến khách sạn của chúng ta. Lần này chúng ta phải giải thích thế nào đây? Thương Lam ngồi trên ghế salon, khoan thai đáp. Chẳng sao, đến lúc đó cứ thanh minh là được. Dù sao cũng là chuyện của tháng sau. Hay à, đúng vậy. Và ông có một người chạy từ bên ngoài vào. Là quản lý đại sảnh của khách sạn Trông anh ta có vẻ rất vui mừng Cô Lam, tin tức tốt Vừa nãy có một khách hàng đặt trước phòng tổng thống Trong một tuần tới Thường làm bất ngờ Ngay sau đó cô ta nở nụ cười Chắc chắn phải phục vụ thật tốt Là vị nào Là đường tổng, đường giật Thường làm nghe xong thì hít mắt Nụ cười hơi nhạt đi Trước 1483 Anh ta đưa một cô bé về nhà Cô ta chậm rãi ngả người về sau Rồi thở dài Ánh mắt đầy suy tư Giọng điệu vui mừng cũng dần biến mất Được, biết rồi Quản lý đại sảnh lôi ra trợ lý đặc biệt bên cạnh thấy cô ta như vậy và hỏi cô lam sao trông cô hình như không được vui vui chứ sao lại không vui nói thì nói vậy nhưng ánh mắt cô ta không hề có nét cười ánh mắt khinh miệt của đường giật dường như vẫn ở ngay trước mắt cô ta không tài nào quên được ánh mắt ấy người đàn ông này khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu ngày mai tiếp tục tăng cường quảng bá cô ta để lại một lời dặn dò rồi đứng dậy đông lúc này điện thoại di động đột nhiên đổ chuông Tối nay vợ tôi về nhà mẹ đẻ sinh con Đồng húc Chân mày cô ta thoáng tỏ ra một chút ghê tởm Cô ta suy nghĩ một hồi Vì mai sau cô ta vẫn phải nhịn Nhà họ Bạch Trời tối Bạch Hoa Trừng với tư cách là chủ nhà Tạm thời đã bảo người làm dọn thức ăn lên chiều đãi thường trạch Việt Hôm nay thương trạch Việt đến tìm Bạch Mộ Thừa Xong đáng tiếc anh ta lại vắng nhà Anh ta nói tối nay mới về đến nhà Vì vậy anh ngồi đây chờ Hai nhà là thế giao có quen biết lẫn nhau đây cũng không phải lần đầu tiên Thương Trạch Việt tới nơi này ăn cơm, cho nên anh không mấy cầu nể. Bạch Hoa Trường là anh họ của Bạch Mộ Thừa, anh ta rất nhiệt tình. Hôm nay anh ta đã chiêu đãi Thương Trạch Việt cả ngày. Giờ cơm tối, trừ Bạch Mộ Thừa đang ở bên ngoài, tất cả người khác đều đã trở về và tập trung tại bàn ăn. Bố Bạch, Bạch Hán Kiệt ngồi ở vị trí trung tâm. Sau khi cạn ly uống rượu với Thương Trạch Việt, ông ta bèn tán gẫu. Nghe nói hai cô em gái của cháu đang tranh tài. Đúng vậy chú Bạch, Bạch Hán Kiệt khẽ gật đầu Ông ta cũng không thể hiện cảm xúc gì Chỉ nói Con gái nhà họ thường khá thật Người này tài giỏi hơn người kia Nhưng mà cháu thật sự không định tiếp nhận công ty à Chỉ hướng của cháu không ở đấy Anh mỉm cười đáp Bạch Hán Kiệt hơi nhíu mày Có vẻ thất vọng Nhưng ông ta không biểu hiện ra Lúc này bên ngoài có tiếng ô tô từ từ chạy vào Theo sau đó là tiếng chào hỏi của người làm Cậu thưa Mộ thừa về rồi Đúng lúc lắm vừa kịp bữa cơm Bạch Hoa Trừng tươi cười đứng dậy đón anh ta. Thương Trạch Việt cũng chào hỏi với Bạch Hán Kiệt rồi ra ngoài xem thử. Một chiếc Rolls Royce Phantom đậu trong sân. Người giúp việc cung kính mở cửa sau xe ra. Thương Trạch Việt thoáng trông thấy một bóng người rất nhỏ, giống như một đứa trẻ. Anh nghi hoặc. Giây tiếp theo, người bước xuống từ chiếc xe đúng là một đứa trẻ. Đã vậy còn là một bé gái. Cô bé nam chỉ lớn khoảng 12-13 tuổi. Thân hình vừa cao vừa gầy nhom, hệt như thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Mái tóc ngả vàng được tết thành hai bím thắt thêm chiếc nơ bướm, có hơi rối, màu da thiên vàng, mặt mũi xinh xắn. Nổi bật nhất là đôi mắt sáng trong to bằng hạt rẻ. Ánh mắt ấy cứ ngơ ngác nhìn thẳng vào người khác, giống như một bé gái thôn quê lần đầu được lên thành phố. Cô bé nhìn anh và bạch hoa trường một cách chăm chú, tỏ ra hết sức bất an. Lúc ấy, cửa xe bên kia được mở ra, bạch mụ thừa xuống xe, Trước giờ diện mạo anh ta luôn thuộc kiểu đẹp trai ôn hòa tao nhã, nhưng không biết có phải năm tháng đã chui rèn nhiều quá hay không, mà đường cong trên gương mặt anh ta giờ đây trở nên sắc bén và cương nghị. Gương mặt ấy dường như luôn mang vẻ nghiêm túc ác liệt và thận trọng bẩm sinh. Xong bọn họ biết, bạch mộ thừa trước kia không giống như bây giờ. Cô bé vừa thấy anh ta bước xuống bèn vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta, nấp sau lưng anh ta, đôi môi hơi mím lại trông rất rụt rè. Mộ thừa, sao về trễ vậy? Trạch Việt trẻ em cả ngày rồi Bạch Hoa Trừng nói Xin lỗi, vì cơ trễ giờ Anh ta nhẹ nhàng giải thích với thương trạch Việt Nhưng có phần hờ hững Chương 1484 Mối thù cướp đoạt tình yêu Sâu sắc đến mức không đội trời chung Sau đó anh ta nghiêng đầu nói với người giúp việc Dẫn con bé đi tắm rửa sạch sẽ Tạm thời sắp xếp cho nó Ở căn phòng dành cho khách đi Vâng, thưa cậu chủ Người giúp việc trả lời xong lập tức vươn tay Và muốn dắt đứa bé đi Đột nhiên cô bé vùng vẫy Để thoát khỏi người giúp việc rồi lặng lẽ đứng sau lưng bạch mộ thừa Bàn tay của cô bé vẫn đang níu chặt lấy áo của cậu ta Thể hiện dáng vẻ sẽ chống cự với tất cả mọi người Trừ bạch mộ thừa Bạch mộ thừa lộ vẻ không vui Anh ta cúi đầu nhìn cô bé nhưng chẳng nói gì Sau một hồi rằng co ngắn ngủi Cô bé im lặng cúi đầu Đoạn xoay người đi theo nữ giúp việc kia Nhóm thương trạch Việt thấy vậy thì sững sờ và kinh ngạc Mộ thừa Đứa bé này là ai vậy? bạch hoa trường hỏi sắc mặt của bạch mộ thừa cực kỳ lạnh nhạt anh ta lời ít mà ý nhiều là một đứa trẻ mồ côi gặp nạn ngày mai tôi sẽ đưa nó đến cô nhi viện đứa trẻ mồ côi à vậy thì làm sao con bé gặp được cậu làm sao cậu có thể đưa nó về đây bạch mộ thừa không định nói thêm nữa nhưng người trợ lý ở phía sau lại lắm mồm lắm miệng thưa cậu cả chuyện là thế này bố mẹ của đứa bé này đều đã qua đời ngoài ý muốn rồi cậu chủ tình cơ bắt gặp nên đã đưa đối phương đến bệnh viện Kết quả là chẳng có ai đón nó cả Cũng may cô bé này chỉ bị thương nhẹ thôi Kể từ lúc tỉnh lại Cô bé vẫn luôn bám vào cậu chủ không buông Cậu chủ cũng chẳng còn cách nào khác Đành phải dẫn cô bé về đây Tôi hiểu rồi Bạch Hoa Trừng cười cười rồi nói Chỉ sợ là đứa bé này đã xem cậu giống như bố mẹ tái sinh của mình Trong khi hai người nói chuyện Thương Trạch Việt vô tình nhìn thấy cổ tay của Bạch Mộ Thừa Ở đó có một vòng tròn đo đỏ cực kỳ bắt mắt Vừa ngước mắt lên anh ta đã lập tức bắt gặp đôi mắt sầu hồn hút của Bạch Mộ Thừa. Anh tìm tôi có việc gì à? Thương Trạch Việt lấy lại tinh thần. Ừ, sau khi ăn cơm thì chúng ta hãy nói tiếp. Tôi thấy anh cũng mệt mỏi rồi. Đến đây đi. Thương Trạch Việt gật đầu rồi bước theo Bạch Mộ Thừa. Trong không gian riêng tư của Bạch Mộ Thừa, xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị và đáng sợ. Chỉ khi hai người họ bước vào trong, nơi này mới có chút sức sống. Bộ ghế sofa trắng tinh không tì vết, trên đó không đặt bất cứ vật dụng nào cả, thoạt nhìn thật trống trải. Ngồi đi, Bạch Mộ Thừa đưa một cốc nước tới trước mặt Thương Trạch Việt, sau đó cũng tự rót cho mình một cốc. Thương Trạch Việt nhìn biểu cảm mệt mỏi trên mặt anh ta rồi hỏi. Anh thật sự không định tìm một người phụ nữ yêu thương và quan tâm tới mình sao? Nhìn anh kìa, trong suốt mấy năm qua anh đã cực nhọc đến nỗi biến thành dáng vẻ gì đấy? Khói mua anh ta cong lên rồi nở một nụ cười nhạt nhạt như có như không? Sao nào? Anh tới đây tìm tôi là để giới thiệu một đối tượng cho tôi à? Thương Trạch Việt cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi hỏi. Rốt cuộc anh và em gái của tôi có quan hệ gì? Đừng nhắc tới cô ấy. Bạch Mộ Thừa hơi hợt ngắt lời Thương Trạch Việt, uống một ngụm nước với ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt. Anh đã gửi cái USB kia cho em ấy. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Bạch Mộ Thừa dựa người vào ghế sofa, vừa nhìn đối phương vừa hỏi. Cô ấy bảo anh tới đây à? Không phải. Một người anh trai như tôi chỉ muốn san sẻ gánh nặng với em ấy thôi. Anh có biết rằng sức khỏe của em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn đang theo dõi không? Bạch mộ thưa trầm lặng, sau đó bỗng dưng mỉm cười. Chuyện này nằm ngoài tầm quyền soát của tôi. Thương trạch Việt không thể đoán được tâm tư của đối phương. Anh ta cảm thấy dường như bạch mộ thừa đã thay đổi thành một người khác. Thậm chí thương trạch Việt còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, trên người bạch mộ thừa. Anh ta nhớ là bạch mộ thừa không bao giờ hút thuốc. Nhưng bây giờ thì Giọng nói của Thương Trạch Việt trở nên hòa nhã hơn Anh ta hỏi bằng giọng điệu của một người bạn thân Có phải anh đã biết giải pháp rồi không? Cứ coi như tôi đang nợ anh một ân an tình Anh hãy nói cho tôi biết đi, được không? Bạch mộ thừa xoay xoay chiếc cốc trong tay Ngón tay cái nhẹ nhàng vân về thành cốc rồi chậm rãi hỏi Tôi đã gửi USB cho cô ấy à? Lẽ nào không phải anh làm chuyện đó? Nghe giọng điệu của anh ta Thương Trạch Việt càng thêm hoài nghi nếu chỉ vì chuyện này thì thật xin lỗi Tôi không có gì để nói cả Tôi hơi mệt, anh cứ tự nhiên đi Hoàn đã mộ thừa Thương Trạch Việt dừng lại một thoáng rồi hỏi tiếp Anh và A Huyền Thật sự không có cách nào để hòa giải với nhau sao Bạch mộ thừa quay lưng Về phía Thương Trạch Việt Nên anh ta không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương Chỉ có giọng nói cực kỳ lạnh lùng kia vang lên Mối thù cướp đoạt tình yêu Sâu sắc đến mức không độ trời chung Chương 1485 Chào có thể ngửi thấy mùi hương từ khoảng cách rất xa Tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến Bóng dáng cô độc kia cũng biến mất trên cầu thang Thương Trạch Việt cau mày cảm thấy vô cùng bất lực Đây là lần đầu tiên Bạch Bộ Thừa trực tiếp biểu đạt thái độ như vậy Điều đó có nghĩa là mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa Kết quả của chuyến đi hôm nay nằm trong dự kiến 20 phút sau Thương Trạch Việt đã rời khỏi nhà họ Bạch Trên đầu Bạch Mộ Thừa vừa mới tắm xong anh ta tùy ý mặc một chiếc áo choàng ngủ sau đó xuống đầu uống nước. Người trợ lý bước vào báo cáo với bạch mộ thừa về lịch trình ngày mai. Tuy nhiên người nọ đang nói giữa trường thì bị cắt ngang. Thông báo cho phía đền minh, từ hôm nay trở đi sẽ chèn ép thường thị một cách toàn diện về mọi mặt. Trợ lý giật mình lập tức gật đầu. Tôi lập tức làm ngay. Ừ, đi đi. Người trợ lý nhẹ nhàng rút ra ngoài, cả căn phòng khôi phục sự tĩnh mịch và im lặng chết chóc thường ngày. Bạch Mộ Thừa đã sớm quen với chuỗi ngày cô quạnh lạnh lẽo này, trong lòng đã chết lặng rồi nên hình như chẳng còn cảm giác gì nữa. Vẫn là sự yên tĩnh đó, vẫn là rượu vang đỏ rực đó, vẫn là những tin tức kinh tế tài chính vô cảm đó. Đây là cuộc sống bình thường của Bạch Mộ Thừa. Đột nhiên một giọng nói lo lắng truyền đến từ bên ngoài. Ôi trời, đây là nơi ở của cậu hai, cậu ấy không cho phép người khác quấy rầy mình đâu. Mày không được tới đây, mày không được. Á! À? tiếng cào thét vang lên như tiếng hổ gầm bạch mộ thừa nhìn ra ngoài từ cửa sổ đúng lúc nhìn thấy nữ giúp việc đang kêu la chói tai cô ta lôi về phía sau một bước thật dài rồi ngã sóng xoài vào bụi cỏ bạch mộ thừa bước ra ngoài với tốc độ nhàn nhã và vẻ mặt điềm tĩnh nữ giúp việc hốt hoảng nhìn anh ta cầu cứu đi đi bạch mộ thừa thản nhiên ra lệnh nữ giúp việc vội vàng chạy đi đôi mắt của anh ta quay trở lại bé gái bé gái không thay quần áo mà chỉ rửa mặt hình như là bị ép rửa giấy sau khi rửa mặt xong ngũ quan trên mặt cô bé trở nên sạch sẽ sáng sủa và đẹp đẽ ánh mắt điềm tĩnh và trong veo quả là một người đẹp từ trong trứng sao em tìm được nơi này bệnh mộ thừa bình thản hỏi cô bé trả lời em có thể ngửi thấy mùi hương của anh lần trước em đã nói với anh rồi đấy em có thể ngửi thấy mùi hương từ khoảng cách rất xa khi cô bé trả lời đôi mắt độ rõ sắc thái lo lắng dè dặt và yêu thích cô bé tiến lên một bước nhỏ Em có thể không đến cô nhi viện được không? Em sẽ làm rất nhiều việc, anh cho phép em ở lại đây đi. Bạch mộ thừa xoay người, sau đó đi về phía quầy va nhỏ với dáng vẻ lạnh lùng, bỏ lại một câu nói. Ngày mai 7 giờ, đúng giờ sẽ có người đưa em đến đó. Những vì sao trong đôi mắt cô bé lập tức mờ hẳn đi. Khách sạn đạt tư, Hắc Kê dẫn 10 người vào khách sạn để thu xếp công việc. Buổi phát sóng trực tiếp vào chiều nay đã có hiệu quả. Những người này đều từ nơi khác đến đây để xin việc. Trong số đó, 3 nhân viên quản lý và 7 nhân viên phục vụ đã được tuyển dụng, hầu hết là nam giới. Buổi chiều họ xếp hàng phỏng vấn ở chỗ cửa hông, trong đó có 30 người đã bị đánh rớt. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền qua một số kênh truyền tin nhỏ lẻ. Sau một vài tiếng, chủ đề này đã nóng dần lên và được đăng trong khu vực bình luận của những video có liên quan. Dù sao thì trong hai ngày nay, khách sạn Đạt Tư cũng vô cùng nổi tiếng, vì vậy số người tới đây để cái danh tiếng cũng rất nhiều. Tất cả bọn họ đều quay phim ở lối vào của khách sạn. Sau khi quay những đoạn video ngắn, họ đăng tải chúng lên mạng để kiếm lượng truy cập. Một trong những video phổ biến và nổi tiếng nhất có tới hơn 50.000 bình luận. Những người xem video đó đều đặt ra câu hỏi, chuyện gì vậy? Không phải bọn họ đã nói rằng khách sạn này rất xui xẻo, có ma nên không có ai đi xin việc sao? Tất cả đều đã xếp hàng ở đó rồi Xem ra bọn họ thực sự không sợ chết Sợ cái gì chứ Hiện giờ chuyện đáng sợ nhất chính là nghèo đói đấy Dưới bình luận này có ai đó đã trả lời rằng Bạn sai rồi Hôm nay tôi mới trở về từ nơi đó đấy Số tiền lương mà khách sạn đặt tư chi trả Cũng giống như những khách sạn khác thôi Hơn nữa cách thức quản lý lại hết sức nghiêm ngặt Hơn 30 người đã bị đánh rớt phỏng vấn rồi Trưa 1486 Không xong rồi, không ổn rồi Hả? vậy thì tại sao vẫn có người đi tới đó chứ tiền lương không nhiều tình hình kinh doanh cũng không tốt thế thì ai chịu đi chứ hiện tại là hiện tại tương lai là tương lai dù sao thì khách sạn đạt tư cũng đã thay đổi ông chủ tôi nghe nói họ sắp có hoạt động rầm rộ đấy nhất định sẽ có thể vực dậy khách sạn đó thôi à, chuyện này khó mà nói lắm tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp trong hai ngày rồi nhưng thực sự chẳng có ai ở lại đó cả chỉ có điều nếu không đề cập tới vấn đề này thì nội thất của khách sạn đạt tư đẹp thật đấy nếu không phải vì sự kiện kia thì chắc chắn tôi sẽ tới đó. Phát sóng trực tiếp cũng đã diễn ra hai ngày rồi nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng ma quỷ đâu cả. Tất cả đều là tự mình hù dọa chính mình mà thôi. Ai đó lập tức trả lời bằng cách yêu cầu người nọ hãy tới đó mà sống đi. Tóm lại trong vài năm qua, khách sạn Đạt Tư đã đè bẹp khách sạn Lai Hỷ về độ nổi tiếng nhưng mức độ doanh thu thì ngược lại. Lại một ngày nữa trôi qua, tình hình của khách sạn Đạt Tư dần dần được cải thiện. Sáng sớm, Thiên Miểu vừa thức dậy đã nghe thấy Hắc Kê nói rằng, vị trí nào cũng có người xin việc, hơn nữa số lượng ứng cử viên cũng không ít. Bài toán nhân lực xem như đã được giải quyết. Cô lại đi xem truyền hình trực tiếp. Khi lòng hiếu kỳ của mọi người tan biến thì số người quan tâm cũng chẳng còn nhiều như hai ngày trước nữa. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi tại khách sạn lai hỉ vì có các hoạt động chính như những màn khiêu vũ nóng bỏng của người nổi tiếng trên internet và các hoạt động tương tự khác nên có rất nhiều khán giả do đó lượng khán giả trực tuyến càng ngày càng tăng cao bên cạnh đó tin đồn về việc thôi kinh huyễn sẽ đến đây ghi hình đựng lan truyền càng lúc càng nhiều khán giả gần như đã xác nhận rằng thôi kinh huyễn sẽ ở khách sạn lai hỉ vì vậy khi nghe tin tức này các nhà sản xuất video ngắn thuộc nhiều lĩnh vực đều đã đặt phòng trước và muốn quay lại một chút dữ liệu nào đó ngay sau đó, một vấn đề lập tức nảy sinh, khách sạn Lai Hỷ không có đủ phòng. Đây là một tin tốt. Thương Lam lập tức quyết định cắt giảm những đơn đặt hàng từ phía đường giật để nhường phòng cho những vị khách đã chủ động đặt trước. Không vì bất cứ lý do nào khác, Thương Lam làm vậy chỉ để chứng minh sức mạnh của bản thân với đường giật mà thôi. Cô ta nghĩ rằng chỉ trong vài ngày nữa thôi, mình sẽ không cần dựa vào đường giật nữa. Quả nhiên, nguyện vọng của Thương Lam đã sớm thành hiện thực. Do ảnh hưởng quá lớn của Thôi Kinh Huyễn, hơn nữa đây đang là mùa rút lịch cao điểm nên toàn bộ đơn đặt phòng khách sạn đã được đặt trước cho đến tháng sau và lại chúng còn được đặt kín mít. Vì vậy Thương Lam đã từ chối tất cả đơn đặt hàng từ các khách sạn trực thuộc tập đoàn Đường Thị. Tình cờ là hôm nay Đường Giật vừa nhận phòng ở khách sạn La Hỷ, ông ta mới tới đây không bao lâu. Cô ta bèn say người chuẩn bị một bữa ăn gồm những món ngon nhất, lại còn đích thân đẩy xe đồ ăn đến gõ cửa hạng phòng tổng thống. Người mở cửa là trợ lý của đường giật. Vừa nhìn thấy Thương Lam, người nọ đã hỏi ngay xin hỏi có chuyện gì vậy giọng điệu sạc mùi công nghiệp như đang giải quyết công việc kinh doanh hoàn toàn không nề mặt thường làm chút nào rõ ràng bọn họ vừa gặp nhau ở buổi ký kết hợp đồng lần trước thế mà lúc này trợ lý kia lại hành xử những người xa lạ thường làm siết chặt lòng bàn tay duy trì nụ cười chuẩn mực rồi nói nghe nói đường tổng đang trú ở đây nên tôi mới đặc biệt chuẩn bị số rượu và thức ăn này chỉ là một chút lòng thành của tôi mà thôi không đủ để bày tỏ sự tôn trọng của tôi với ông ấy đâu vui lòng đợi một lát người trợ lý đi vào trong báo cáo tình hình với vẻ mặt vô cảm một lúc sau anh ta ra ngoài rồi chuyển lời hiện giờ đường tẩm của chúng tôi không có ý định ăn cơm cảm ơn lòng tốt của cô mời cô về cho đợi đã cánh cửa đóng lại ngay lập tức mà không cho thương lam cơ hội nói tiếp cô ta bật cười một cách giễu cợt và lạnh lẽo cũng không quá để tâm nữa thương lam biết rằng đường giật nhất định vô cùng tức giận khi cô ta hoàn trả những đơn đặt hàng kia Tới nay Thương Lam đến đây chính là để nhìn dáng vẻ nổi giận của đường giật. Bây giờ vì không thể nhìn thấy cảnh tượng đó nữa nên cô ta cảm thấy khá tiếc nuối. Sau đó cô ta trở về phòng với tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Thế nhưng Thương Lam lại trông thấy trợ lý đang lo lắng đi về phía mình. Không ổn rồi cô Lam. hốt hoảng cái gì chứ? Có gì thì cứ từ từ mà nói. Chuyện là thế này. Vào 5 phút trước Thôi Kinh Huyễn đã đưa ra một tuyên bố chính thức rằng tháng sau anh ấy sẽ ở khách sạn Đạt Tư. Hơn nữa anh ấy cũng sẽ quay một chương trình tạp kỹ kéo dài nửa tháng ở đó. Cái gì? Tin tức nặng nề như ngọn núi đổ ầm xuống, oanh tạc một trận. Đầu óc của Thương Lam lập tức choáng váng ngơ ngác. Các người hãy đi xác nhận một lần nữa đi. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? mươi 1487, tìm người tố cáo. Thương Lam vội vàng bước nhanh vào phòng rồi bật máy tính lên. Sau khi tìm kiếm một lát, toàn bộ tin tức liên quan xuất hiện đều giống như lời nói của trợ lý. Đúng lúc này, Người quản lý khu vực tiền sảnh đột nhiên chạy vào trong với vẻ mặt hoang mang và lúng cuống. Không hay rồi, không ổn rồi. Một số lượng lớn đơn đặt phòng đã bị hủy bỏ. Hiện giờ những người đó đều đang đổ xô tới quầy lễ tân để trả phòng. Làm sao có thể? Thường Lam mất hết sức lực rồi ngã ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt của cô ta thất thần và trống rỗng. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Tại sao lại phát sinh vấn đề như vậy? Thường Lam dần dần mất bình tĩnh, càng lúc càng hoảng loạn. Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt và làm bẩm cô ta cố tình tiết lộ tin tức kia đồng thời cố ý khiến tôi bắt chước cô ta khi cư dân mạng nói rằng thôi kinh huyện sẽ đến chỗ chúng ta cô ta cũng không hề ra mặt giải thích Tận cả chỉ để dáng cho tôi một đòn nặng nề khi mọi chuyện trở nên rầm rộn đến mức tôi không thể nào xử lý gọn gàng được nữa nghe thường làm phân tích xong người trợ lý đột nhiên cảm thấy dụng mình cảm giác sợ hãi càng lúc càng bành trướng đường thiên miểu này thực sự là một người có lòng dạ sâu xa và sắc sảo Tôi đã nói rồi mà, làm sao chúng ta có thể dò la tình hình bên kia dễ dàng như vậy được? Vì sao bọn họ có thể im lặng và bình ổn như nước không hề làm ầm lên chứ? Là vì bọn họ đang đợi ngày này. Thường làm nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không thể nóng vội được. Nếu tình hình càng như vậy thì chúng ta càng không thể cuống quýt. Thế này, trước mắt các người hãy đàm phán với ekip của Thôi Kinh Nguyễn đi. Chúng ta phải kéo Thôi Kinh Nguyễn tới đây bằng mọi giá. Người trợ lý lâm vào tình thế khó xử. Cô la mà, bọn họ không chỉ đơn giản là nhận phòng mà còn muốn ghi hình một chương trình tạp kỹ ở đó nói cách khác bọn họ đã bao toàn bộ tầng lầu của khách sạn trừ phi chúng ta có thể đưa ekip của chương trình tạp kỹ kia sang bên này tuy nhiên tôi nghe nói rằng chương trình tạp kỹ đó đang ghi hình về một chủ đề liên quan đến khách sạn đạt tư chuyện này nói cách khác bọn họ không thể nào xử lý chuyện này được miệng lưỡi của thương làm khô khốc vì cơn tức giận trong lòng cô ta liếm liếm môi hỏi người đã đầu tư cho chương trình tạp kỹ đó là ai trợ lý nói ra cái tên mà trong lòng thương lam cũng đang nghĩ tới chính là đường thiên miểu đây là ý tưởng của cô ấy hóa ra ngay từ đầu đường thiên miểu đã định vị khách sạn của mình là không chỉ dành cho khách riêng lẻ mà còn nhắm vào giới giải trí đó là một đơn đặt hàng có giá trị đấy thật là đau đầu mà thương lam nặn nặn mi tâm của mình một số nhân viên cấp dưới không biết nên làm gì đồng thời cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ phương pháp nào thường làm thắc mắc. Thôi kinh huyễn không sợ sẽ bị khách sạn có ma đó ảnh hưởng đến mình sao? Chẳng phải người dân ở nước họ đều vô cùng kiêng kỵ phương diện này à? Chuyện này thì tôi cũng không biết. Có lẽ là vì đường thiết nhiều đã ra giá quá cao. Khoản chi này cũng được tính vào chi phí tổn thất mà. Nếu trong vòng 3 tháng đường thiết miểu không thể lấy lại số vốn này thì hay rồi. Thương Lam nghe vậy thì đôi mắt bất chợt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, Nếu 3 tháng sau, chương trình kia không thể phát sóng thì... Tốt lắm, chúng ta có cơ hội rồi. Nếu đã như vậy thì cứ để bọn họ ghi hình đi. Sau khi quay xong thì họ cũng cần phải phát sóng mới được. Người trợ chợ lý chợt hiểu ra. Ý của cô Lam là... Trong quá trình xét duyệt, tôi sẽ cố gắng tìm cách ngăn chặn bọn họ trong vài tháng. Nếu không thể thông qua xét duyệt thì chương trình kia sẽ không được phát sóng đâu. Trong vòng 3 tháng, đường thiên miểu cũng chẳng lấy lại được khoản tiền đã đầu tư. Thật là uổng công vô ích. Cuối cùng sắc mặt của Thương Lam cũng trở nên vui vẻ. Cô Lam, Cô có quen biết ai làm việc trong lĩnh vực này không? Chuyện này không quan trọng, chỉ cần tìm người tố cáo là được. Trong khi bọn họ ghi hình, người đó nhất định phải gây ra một chút động tĩnh ở Mỹ để ngăn cản quá trình phát sóng chương trình của bọn họ. Nước Ngờ vẫn luôn kiểm soát phương diện này cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần chương trình xảy ra một vấn đề nào đó, thì nó sẽ bị hoãn vô thời hạn. Đây cũng chẳng phải là chuyện hiếm thấy trong giới giải trí, thấy mãi cũng thành quen rồi. Vậy chúng ta nên làm gì với số lượng đơn hàng bị mất nhỉ? chắc là không thể bù đắp được rồi. Chương 1488, vô cùng coi thường cô, thường làm thở dài, đành chịu thôi. Lúc đầu chúng ta vốn nhắm vào thôi kinh huyễn mà, không có những người này cũng được. May mà mỗi ngày đường giật đều sẽ gửi một số lượng đơn đặt hàng cố định tới đây. Anh hãy nói chuyện với bọn họ đi, việc hợp tác giữa chúng ta và họ sẽ được khôi phục từ ngày mai. Trợ lý đáp vâng rồi đi làm việc ngay lập tức. Cuối cùng Thương Lam cũng có thể thở vào nhẹ nhõm cô ta rót một ly rượu vang để làm rượu cổ hỏng của mình một lúc sau người trợ lý quay lại với vẻ mặt khó coi thường làm bèn nhíu mày sao vậy bọn họ không đồng ý à đúng vậy bọn họ nói rằng do cô lam đã hủy bỏ mối quan hệ hợp tác từ tháng này sang tháng sau nên chiều theo nguyện vọng của cô lam họ sẽ hợp tác trở lại vào cuối tháng sau ly rượu đập mạnh xuống bàn thường làm đứng phắt dậy sao có thể xảy ra chuyện này được chứ chẳng phải ông ấy luôn hy vọng rằng tôi có thể chiến thắng sao bây giờ ông ấy làm vậy là có ý gì lão già đường giật đáng ghét này lẽ nào ông ta cố tình đến đây để chế giễu và cười nhạo cô ta nhưng mà làm sao một người chỉ lo làm việc lớn cho ông ta lại có loại tâm tư vặt vãnh này chứ chẳng lẽ đường giật không hề nghĩ tới tình hình chung hay sao trợ lý do dự rồi lên tiếng có lẽ quyết định trước đó của cô đã khiến bọn họ tức giận tôi nghe nói rằng lúc chúng ta hủy bỏ lô đơn hàng kia đường giật cực kỳ khó chịu và bực bội ý của bọn họ là không phải chúng ta muốn làm gì thì có thể tùy tiện làm thế đâu. Tôi tự đi xem tình hình thế nào. Nói xong Thương Lam xảy bước ra ngoài. Lần này, lúc tới trước cửa phòng Tổng thống, cô ta hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi tắn và hoàn toàn kiềm chế mọi chuyện khó chịu trong lòng. Lần này trợ lý của đường giật đã mời cô ta vào phòng. Đường giật vẫn có biểu cảm như ngày hôm đó, vẻ mặt nghiêm nghị và cứng nhắc, cùng đôi mắt đầy khí thế áp đào Đường Tổng, chào buổi tối, Thương Lam vừa mỉm cười, vừa đến gần đối phương. Đường giật chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, hầu như không hề nhìn thẳng vào Thương Lam. Cô có chuyện gì thì cứ nói đi. Thương Lam lúng túng một lát sau đó vừa cười vừa đáp. Chuyện là thế này. Ngày hôm qua tôi đã nhất thời hồ đồ nên mới từ chối ý tốt của đường tổng. Lúc đó tôi đã uống một chút rượu nên mới không thể phân biệt mọi chuyện rõ ràng. Tôi vô cùng ân hận bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy cực kỳ ái náy nên mới tới đây để nói lời xin lỗi thương lam không trực tiếp đề cập tới chuyện đơn đặt hàng cô ta chỉ muốn xoa dịu cơn giận của đường giật trước rồi lại nói sau thương lam hiểu rất rõ ràng bước đi này cần phải làm tuy họ đang hợp tác với nhau nhưng đường giật sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy sau khi nghe xong những câu này đường giật cũng chẳng lập tức nói chuyện với thương lam ông ta nhìn vào một ít tư liệu trong tay tựa hồ không hề nghe thấy còn cô ta thì đứng yên tại chỗ cả người lộ rõ sự bối rối và gượng gạo một lát sau đường giật mới nói nhà họ bạch đã tung ra tin tức rằng bọn họ sẽ trấn áp nhà họ thường một cách toàn diện cô có biết chuyện này không tôi chuyện này xảy ra khi nào thương lam hoàn toàn không biết gì về nó hóa ra cô ta đã đánh giá bản thân quá cao có lẽ đường giật cực kỳ xem thường thương lam vì vậy không chỉ cố tình chọc giận cô ta mà đường giật còn không muốn tiếp tục hợp tác nữa sở dĩ ông ta làm như vậy là vì nhà họ bạch đã tuyên bố sẽ đối phó với nhà họ thương khi hai nhà họ thương và họ bạch đối đầu nhau. về cánh của nhà họ bạch là nhà họ đường cũng sẽ không hợp tác với nhà họ thương nữa. vì vậy bản thỏa thuận giữa họ đã mất giá trị rồi. tại sao lại như vậy? đường tổng à, các người hãy cân nhắc và suy xét lại đi, được không? tôi sẽ là bà chủ tương lai của thương thị đấy. chúng ta có thể hợp tác để cùng hưởng lợi mà. tại sao lại muốn đối nghịch với nhau chứ? Đôi môi mỏng của đường giật khẽ nhích lên tựa như đang châm chọc. Nếu vậy thì cô hãy nói chuyện với nhà họ Bạch đi. Đến khi nào bọn họ hiểu rõ vấn đề này thì tôi sẽ chuyển người tới khách sạn của cô bất kỳ lúc nào. Thương Lam còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị trợ lý của đường giật chặn lại. Đường tầm của chúng tôi cần nghỉ ngơi. Mời cô về cho. Thấy vậy, Thương Lam bèn phất tay áo bỏ đi. Chưa 1489, chọn cách phát trực tiếp. Sau khi cánh cửa đóng lại, Trợ lý đi đến trước mặt đường giật Hơi cúi người và nói Đường tổng, cô thương lam này đã bắt trước Chiến lược của cô cả Bây giờ xảy ra rắc rối lại không biết nên làm gì Cô ta làm trong ngành lâu như vậy Mà không chuẩn bị giải pháp nào Thật sự quá nghiệp dư Đường giật ném tập tài liệu trong tay xuống nhíu mày, không thành công mà còn thừa thất bại Tôi thấy bên cô cả Cũng đang dần chuyển biến tốt rồi Xem đã rồi nói Đường giật dặn dò một câu rồi đi nghỉ ngơi Cùng lúc đó thiên miều vẫn đang họp Ngoài cô và Hắc Kê thì còn có hai người dẫn chương trình và một đạo diễn có kinh nghiệm lâu năm vừa đến. Chủ đề của cuộc họp là chuyện Thôi Kinh Huyễn đến đây quay một chương trình tạp kỹ. Cuộc họp kéo dài trong hai tiếng, các vấn đề lớn nhỏ đều được giải quyết. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng cách phát trực tiếp để quay chương trình tạp kỹ này, không cần ghi hình rồi phát sóng vì để tiết kiệm thời gian và chi phí ở mức tối đa. Hiện tại, phát trực tiếp là khâu làm nóng trước của chương trình, cuối cùng sẽ kết hợp cả hai cách. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thiên Miểu để hai người dẫn chương trình tiếp tục công việc phát trực tiếp, còn mình ở lại phòng họp để xem tình hình trên mạng, vốn dĩ cô định xem một chút rồi ra ngoài. Nhưng không ngờ cứ xem mê mẩn, ngồi mãi không đứng dậy. Sau vài ngày phát trực tiếp, độ nổi tiếng của khách sạn Đạt Tư đã tăng đến mức cô mong muốn. Thái độ của mọi người đối với khách sạn Đạt Tư cũng bắt đầu thay đổi. Thậm chí còn xuất hiện một nhóm lực lượng chuyên chống mê tín phong kiến. Mọi chuyện đều diễn ra trong phạm vi dự đoán của cô. Quay lại xem WeChat Cô thấy tin nhắn của Thương Trạch Việt Là về việc điều tra tòa nhà Nghĩa Hòa Xem được một lát thì thấy Bạch Bộ Thừa tuyên bố phản đối nhà họ Thương Cô không khỏi dùng mình Tại sao có thể nghĩ như thế chứ Bởi vì cô đã nhúng tay vào ư Về bí mật của tòa nhà Nghĩa Hòa Thì vẫn chưa có manh mối Hạ Kề tạm thời chưa điều tra ra Bạch Bộ Thừa Có tham gia vào chuyện của Ngụy Vũ trong quá khứ hay không Lúc này có một cốc sữa nóng Được đặt xuống bên cạnh cô Ngón tay áp út của bàn tay cầm cốc đeo nhẫn cưới giống như của cô. Cô giận mình ngẩng đầu lên với vẻ mặt vui mừng. Nãy giờ cô quá tập trung nên không ngửi thấy mùi của anh. Phong Huyền cúi xuống nhìn cô giả vờ không vui. Muộn như vậy rồi mà còn làm việc à? Cẩn thận hại người đấy. Vừa nhìn thấy anh Thiên Miểu đã cảm thấy những bận rộn trong ngày đều biến mất, cơ thể mềm nhũn như không chống đỡ được, hai tay giống như hai chân bạch tuộc. Vòng qua ôm lấy cổ anh, dựa mặt vào anh, thoải mái hít mắt lại. Mùi hương quen thuộc trên người anh làm cô yên tâm. Em muốn ngủ, cô thì thầm. Vừa nhìn thấy anh thì cô lại buồn ngủ. Phong Huyền bật cười, ngồi xuống rồi ôm cô ngồi lên đùi mình. Nghe Lục Nhiên nói cả ngày nay em không nghỉ ngơi gì, không uống được cả một ngụm nước. Quen mất, cô nói. Anh cầm cốc sữa đưa đến bên miệng cô nói khẽ. uống một chút đi, lát nữa sẽ ngủ ngon. Cô nhíu mày, em không thích uống sữa. Đây là sữa chua. Cô nghe xong thì cúi đầu nhấp một ngụm Thấy không chua chút nào Anh lừa em Cô suýt nữa nghi ngờ khiếu giác của mình có vấn đề gì đó Vừa rồi cô không ngửi được Phong Huyền nở nụ cười đắc ý Không nói gì thêm Anh uống trước một nửa Sau đó đưa tới bên miệng cô Uống hết giúp anh được không Thiên miểu như vị ánh sao trong đôi mắt đen lái của anh hút vào Cô khẽ rung động Không nhịn được mà nghe theo Thần kỳ diệu Sự anh đã uống có vẻ ngon hơn một chút anh đã xử lý xong chuyện ở bên kia chưa? Trong 1490 Bắt đầu đảo ngược Hình như gầy đi rồi Anh ôm mặt cô Nhẹ nhàng vuốt ve Trả lời câu hỏi không liên quan Lông mày anh hơi nhíu lại Thiên miểu thấy thế thì cười nói Anh nhíu mày sâu hơn một chút nữa đi Anh nhíu mày sau đó làm theo yêu cầu của cô Nhíu mày thật sâu khiến cô bật cười Giống một thầy đồ bảo thủ Cô chọc ngón tay và chán anh Thấy cô cười anh cũng cười theo Anh cúi đầu hôn cô Đồ nghịch ngợm Ý cười trong mắt thiên miểu biến mất Thay vào đó là một vẻ yêu thương mơ hồ Cô không kìm chế được trái tim đang rung động Vườn đầu cắn môi anh Sự động chạm mềm mại khơi dậy Nhớ nhung trong trái tim họ Nụ hôn biến thành một nụ hôn sâu Nhưng họ đâu biết rằng Lúc này nụ hôn ngọt ngào đó đã được phát trực tiếp Hàng trăm ngàn khán giả hét lên thích thú và ghen tị trên màn hình Các phản nữ không ngừng kêu a à a à. Hai người bọn họ là fan couple, số lượng cũng không ít. Họ gần như có hết những đại ngộ của một ngôi sao. Có câu lạc bộ hỗ trợ, câu lạc bộ người hâm mộ. Những người này đã mong chờ được nhìn thấy sự tương tác ngọt ngào của hai người từ lâu rồi. Đáng tiếc vì họ không phải là ngôi sao, nên chỉ có thể thấy rất ít hình ảnh. Đối với bọn họ, bây giờ đột nhiên phát trực tiếp như vậy đúng là phúc lợi từ trên trời rơi xuống. Chuyện là như thế này. Thiên Miểu bảo tiếp tục công việc phát sóng trực tiếp sau khi họp xong, nhưng cô không nhận ra rằng camera phát trực tiếp cũng được lắp đặt ở trong phòng họp. Thông thường nơi này sẽ trống rỗng trong thời gian phát trực tiếp, vậy nên nó được quay lại. Phòng điều khiển chính ở hậu trường, hai người dẫn chương trình thấy hiệu quả rất tốt. Đáng lẽ định tắt máy quay bên kia, nhưng lúc này lại do dự quay sang nói với HK. Anh Yên, hay là cứ như vậy đi, hiệu quả tốt thế này mà. Số lượng người xem tháng một cái đã lên đến một triệu. Đúng đúng, có rất nhiều người tặng quà nữa, còn có cả giới nghệ sĩ giải trí. Hắc kê đang khó xử. Cậu ta không muốn tắt máy, nhưng cậu ta cũng sợ ông chủ phát hiện ra sẽ giết mình mất. Tắt máy đi. Hai người dẫn chương trình đành phải tắt máy, sau đó chỉnh trang lại mình, rồi chuẩn bị chính thức tiến vào phòng phát trực tiếp. Ngay khi máy quay trên màn hình thay đổi, phòng phát trực tiếp tràn ngập tiếng kêu than tình tiết vô tình xen vào đã bất ngờ mang lại một thu hoạch lớn giờ đây khi nhắc đến khách sạn đạt tư người ta không chỉ bàn tán về một khách sạn hung hăng mà còn nói nhiều hơn về cuộc sống đời thường đầy đáng yêu của cặp đôi phong đường điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình tạp kỹ chưa phát sóng liên tưởng của cư dân mạng rất phong phú họ lập tức nghĩ tới việc liệu có màn thể hiện tình cảm trong chương trình tạp kỹ hay không đồng thời bày tỏ sự mong đợi một số người rất táo bạo đã đặt hàng và đăng ảnh chụp màn hình lên mạng. Vì vậy, từ tối nay, khách sạn bắt đầu nhận được đơn đặt hàng. Khách sạn chìm trong im lặng mấy tháng nay, từ từ mở mắt như sư tử vừa ngủ say. Hào quang vương giả, dần dần quay trở lại. Nhiều đơn đặt hàng trong số này được chuyển đến từ khách sạn Lai hỉ Hầu hết những người này đều là những người hâm mộ trung thành của Thôi Kinh Huyễn. Họ đã cùng nhau đặt phòng liền kề để có thể là bạn đồng hành và xua ta nỗi sợ hãi nhiều người cũng muốn được ghi hình phát trực tiếp. Dù sao thì mức độ phổ biến của chương trình phát trực tiếp này vẫn rất cao, chỉ cần họ vào khách sạn là sẽ lộ mặt miễn phí. Đêm nay, đèn trên tầng 3 được thắp sáng đồng loạt. 11 giờ đêm, ở phòng ngủ trong nhà, Phong Huyền đang dùng máy tính của mình để xử lý một số tài liệu khẩn cấp vừa được gửi đến, trong khi Thiên Miểu đang nằm trên đùi người đàn ông và lướt điện thoại. chương 1491, anh thật sự sai rồi, lần sau không dám nữa. Đó là một khoảnh khắc thoải mái và ấm áp, nhưng khuôn mặt cô đột nhiên đông cứng lại. Lông mày cô hơi nhíu lại, cô dùng ngón tay phóng to bức ảnh trước mặt. Rõ ràng đó là cô và Phong Huyền. Trong phòng họp, Phong Huyền đang ôm cô và hôn cô. Ở phần bình luận có rất nhiều lời dục cô sinh con và tổ chức đám cưới. Anh xem này. Cô giơ điện thoại lên cho Phong Huyền xem. Phong Huyền liếc một cái hơi hơi cười. Ừ, anh biết rồi. Anh biết khi nào? Cô ngồi dậy mới biết. Anh nhìn máy tính. Phòng Huyền, cô cau mày, hai tay véo má anh kéo sang hai bên. Anh nói xem, có phải anh bày mưu từ trước rồi không? Anh không chống cử trên mặt lộ ra vẻ dung túng, như dung túng trước trò nghịch ngợm của một đứa trẻ. Việc kinh doanh của khách sạn tốt hơn nhiều rồi chứ? Anh hỏi. Thiên miểu buông tay và nheo mắt. Tính toán của nhà tư bản thật đáng sợ. Anh mỉm cười đặt máy tính sang một bên, kéo cô vào lòng cúi đầu định hôn nhưng cô lại né tránh giận à hả thiên miểu không nói chuyện giận thật đấy à cô quay sang một bên kéo chân lên và quay lưng về phía anh phong huyền bất đắc dĩ nở nụ cười cúi người nhẹ giọng nói anh sai rồi thật sự sai rồi lần sau anh không dám nữa không có động tĩnh gì anh đương nhiên đoán được bước này anh cũng hiểu tính tình của vợ cô quay thường cách dùng chiêu trò này để thu hút mọi người nhưng đây không phải là ý tưởng thật sự của anh Mọi chuyện trong phòng họp đều do tình cảm của anh gây ra Chứ anh không hề cố tình né tránh ống kính Miểu miểu Nhìn anh một chút đi Mười phút sau Phong Huyền đang ngồi một mình trong phòng khách Ôm máy tính làm việc Cửa phòng ngủ đóng chặt Đêm nay anh chỉ có thể ngủ trên ghế sofa Trong phòng ngủ Thiết miểu đang lướt điện thoại Có lẽ vì cô chưa bao giờ thể hiện khía cạnh mềm yếu của mình trước mặt người khác ngoài phong huyền nên cuộc tương tác ngắn ngủi hai phút kia đã khiến nhiều người ngạc nhiên kể từ khi được công khai bên cạnh những lời trêu chọc từ cư dân mạng còn có rất nhiều lời trêu chọc từ người thân và bạn bè kiều thi uyển cũng đã đăng một bài trên trang cá nhân về điều này đây chỉ là cuộc sống hàng ngày của nhà chúng tôi thôi hâm mộ chứ hâm mộ chứ còn bạn bè cô thì đều cho rằng cô giấu giếm những người miệng lưỡi sắc bén hơn sẽ nói những câu như hóa ra cậu cũng là phụ nữ những người từ hương minh đã chế nhạo cô ấy một cách trực tiếp không thương tiếc là hạ cấp bởi vì phong huyền đang cúi đầu mặc dù cô ngồi trên đùi anh ấy nhưng cô vẫn là người hưởng camille gửi đến bìa một cuốn tiểu thuyết trên đó viết vài từ bằng phong chữ sặc sỡ tổng giám đốc ở trên tôi ở dưới đối với những thứ này cô chỉ có thể ba chấm hình tượng cô xây dựng lầu này đã sụp đổ hoàn toàn rồi Ít ra thì cư dân mạng cũng đùa, nhưng bình luận thì rất yêu thương. Phong Huyền cũng đăng một bài trên trang cá nhân. Ảnh chụp cảnh đêm, có bóng người trên mặt đất. Chỉ có một dấu chấm câu trong bài viết khiến người ta khó hiểu. Không ai bình luận hay thích nó. Có lẽ chỉ dành cho cô xem. Cô không đuổi anh ra ngoài, đó là anh tự trừng phạt mình. Nhưng khi anh đi ra ngoài, cô cũng không lên tiếng. Chuyện này không đến mức tức giận. Cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi. Đến 12 giờ, Cô đặt điện thoại xuống Bên cạnh trống trải lạnh lẽo Cô cũng không buồn ngủ nữa Một lúc sau cô với tay lấy điện thoại Và nhấn thích bài viết của anh Một lúc sau cửa phòng ngủ mở ra Kết hôn xong họ thật sự ăn ý với nhau Một cơn gió ùa vào Hơi lạnh Hai tay anh dường như được làm ấm Rồi mới ôm eo cô một cách ấm áp Khóe môi cô cong lên Xoay người nếp vào ngực anh Anh nhích môi cười Đưa tay tắt đèn và yên tâm chìm vào giấc ngủ Trước 1492 giống như một chú cún con trung thành bảo vệ chủ nhân. Sáng hôm sau ở nhà họ Bạch, theo dặn dò của Bạch Mộ Thừa, quản gia chuẩn bị một chiếc ô tô để đưa cô gái nhỏ đến cô nhi viện, sau đó thu xếp việc đi học cho cô bé. Cô bé năm nay 13 tuổi, vừa tròn tuổi học trung học cơ sở, nhưng cô bé nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng quản gia đành phải báo cho Bạch Mộ Thừa. Ai ngờ, vừa đưa cô gái nhỏ tới cửa, thì nhìn thấy trợ lý riêng của Bạch Mộ Thừa đi ra với ánh mắt nghiêm túc. Thư ký Lý, Sao hôm nay tới sớm vậy? Thư ký Lý nhìn hai người bọn họ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô gái nhỏ. Sao em lại tới đây? Mau đến cô nhi viện đi. Hai ngày nữa sẽ có người sắp xếp cho em đi học. Hãy ngoan ngoãn nghe theo. Cô bé nói với anh ta với đôi mắt trong veo và kiên định. Em không muốn đi. Em muốn ở lại với anh ấy. Vẻ mặt thư ký Lý cứng đờ, không khỏi nghiêm túc nhìn lại cô bé này. Một lúc sau mới nói, tuổi nhỏ mà dã tâm không nhỏ, còn muốn trèo cao à? Cô gái nhỏ mím môi Ánh mắt không hề sợ hãi Anh nói thế nào cũng được Dù sao em cũng không đi Em có thể ở lại làm việc Nhà họ bạch không cần lao động trẻ em Thư ký Lý nghiêm khắc Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng Quản gia nói Thư ký Lý hay là tôi dẫn con bé đi gặp cậu chủ trước Con bé không chịu lên xe Bây giờ xem ra chỉ có cậu chủ mới thuyết phục được nó Không cần Bây giờ tâm trạng của mộ tổng không tốt Không ai có thể quấy rầy anh ấy Nếu không thì như là đi tìm đường chết vậy Quản gia nghe vậy thì tái mặt Nhớ ra mình đã bị trách trước khi đến đây Nên quay đầu nói với cô gái nhỏ Đi thôi đừng nghĩ nhiều nữa Cậu trừ đối xử tốt với cháu như vậy là phúc lớn rồi Cháu còn muốn thế nào Cô bé trợn tròn hai mắt Kiên định biến thành cố chấp Vì sao tâm trạng anh ấy lại không tốt Thư ký Lý càng nhíu mày sâu hơn Đây là kiểu quan tâm gì vậy Chuyện này không liên quan gì tới em Nói xong anh ta đứng ở trước cửa như thể canh phòng Lúc này hai người đột nhiên cảm thấy có một trận gió thổi tới trước mặt, làm cho ngứa mắt. Vô thức nhắm mắt lại. Đến khi mở ra thì cô bé kia đã biến mất. Ủa, đâu rồi? Quản gia sững sốt. Thư ký cũng không ngạc nhiên như vậy. Dường như anh ta đã nhìn ra năng lực của cô bé này, vừa nhận ra thì lập tức bước vào phòng. Vừa bước vào thì thấy cô bé đang leo lên mái hiên một cách dễ dàng, sau đó đi thẳng qua cửa sổ mà không cần đi cầu thang. To gan thật! Anh ta chạy nhanh lên cầu thang, thậm chí không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng ngủ của Bạch Mộ Thừa. Trong phòng ngủ mọi thứ đều yên tĩnh, người đàn ông khí chất như ngọc đang lặng lẽ đọc sách. Cô bé ngồi dưới đất cạnh cửa sổ, ngoan ngoãn nghe lời giống như một chú cún con trung thành bảo vệ chủ nhân. Thư ký thở hổn hển, vừa nhìn thấy Bạch Mộ Thừa thì lập tức cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi Mộ tổng, tôi đã không làm hết chức trách, không ngăn cản cô bé lại." Sắc mặt Bạch Mộ Thừa hời hợt, gặp mặt trầm tĩnh hiền hòa, bình tĩnh đọc một quyển sách về điều chế hương. Góc dưới bên phải của quyển sách đó có một cái nhãn nhỏ, trên đó viết tên chủ nhân của cuốn sách, thập nhất tặng. Hai ba giây sau, thấy người đàn ông khẽ lật dở sách, anh ta hiểu ra, liếc cô bé một cái rồi miễn cưỡng ra ngoài. Thư ký vừa đi, sự cảnh giác trong mắt của bé cũng biến mất, thả lòng cả người, ôm đầu gối lặng lặng ngồi một bên. Ánh mắt yên lặng dán chặt vào khuôn mặt bệnh mụ thừa, không dám quấy dày. Chương 1493 Rốt cuộc là chết như thế nào Cuối cùng cô bé cũng đợi đến lúc Người đàn ông đặt cuốn sách xuống Anh ta rất quý trọng và giữ gìn cuốn sách này Không có nếp nhăn nào Giống như một cuốn sách mới tinh Cô bé hơi ghen tị với cuốn sách đó Để em đi Mà em không đi Sau này em sẽ hối hận Giọng người đàn ông vang lên Ánh mắt cô bé hơi chấn động Bội vàng lắc đầu Không hối hận Đôi mắt sáng rực như có thể nhìn thấu mọi thứ Quay lại nhìn cô bé hỏi tại sao em cứ phải đi theo tôi cô bé trả lời không do dự bố mẹ em nói đi theo anh mới sống em muốn sống người đàn ông khẽ nhếch môi bố mẹ em biết tôi à đúng vậy bọn họ nói anh rất lợi hại sau này có thể thống trị thế giới không ai có thể bá chủ thiên hạ bố mẹ em nghĩ nhiều rồi nhưng đôi mắt cô bé vẫn nhìn anh với vẻ kiên định như cũ em tin anh bây giờ bố mẹ em đã chết em chỉ tin anh cô bé đôi mắt hơi ươn ướt, ướt bạch mộ thừa dựa vào lưng ghế ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn một lúc sau mới hỏi ngày bố mẹ em qua đời tôi có ở đó không cô gái bối rối không biết tại sao anh lại hỏi như vậy không phải anh ta biết rõ điều này nhất à nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đáp có đang làm gì anh ta từ tốn hỏi anh đứng từ xa nhìn sau đó rời đi chỉ nhìn thôi à cô bé im lặng hơi mím môi trong mắt hiện lên vẻ bất an Bố mẹ em nói anh có thể cứu em Tôi không cứu được em Giọng anh nhẹ nhàng Cô bé lo lắng nắm chặt bàn tay Trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp Em có thể ở lại không Em có thể làm bất cứ điều gì Thật đấy Em cần phải đi học Em có thể học ở nhà Em tiếp thu mọi thứ rất nhanh Thật đấy Bố mẹ em cho em học ngoại ngữ Em có thể học một ngày sau một môn Không tin thì cứ để em nói cho anh nghe Cô bé càng nói càng trở nên kích động. Người đàn ông giơ tay ngăn cô bé nói tiếp. Anh nhắm mắt lại một lúc, như thể cố che giấu cảm xúc. Im lặng hồi lâu, anh mới lên tiếng. Đi tìm quản gia thu xếp cho. Cô bé mừng rỡ xoay người nhảy ra ngoài. Không lâu sau, thư ký từ ngoài cửa đi vào lo lắng nói. Mộ tổng, con bé này được đà lấn tới, anh không thể cưng chiều con bé như vậy được. Bạch mộ thừa chỉ hỏi. Rốt cuộc bố mẹ con bé chết như thế nào? Thư ký Lý cúi đầu do dự một lúc rồi nói Họ chết vì bệnh Họ là người sống lâu nhất trong nhóm đối tượng thí nghiệm Họ còn sinh ra đứa bé này Coi như lợi hại nhất Rốt cuộc là chết như thế nào Giọng người đàn ông trở nên nặng nề Thư ký Lý biết mình không giấu được nữa Tái nhật mặt lúng túng nói Là Cậu ta ra lệnh Ngày đó anh cũng đi xem nhưng không ngăn cản Ánh mắt bạch mộ thừa tối sầm lại Tay thư ký Lý khẽ run Anh ta không dám cản thở mạnh anh ta cố gắng giữ bí mật những chuyện đó chỉ mong người đàn ông này không cảm thấy áp lực tâm lý dù sao khi những chuyện đó xảy ra anh ta vẫn đang ngủ chính nhân cách phụ của anh ta đã làm chủ cơ thể này đồng hành cùng anh ta suốt ngần ấy năm thư ký đã chứng kiến biết bao cuộc so tài giữa chủ nhân chính và phụ đó là cuộc chiến không khói rúng và cãi vã một năm trở lại đây nhân cách phụ xuất hiện ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc nhân cách chính có nguy cơ bị nuốt chừng sự kiểm soát cẩn thận của Bạch Mộ Thừa ngày càng yếu đi. Ra ngoài. Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng. Thư ký Lý cảm thấy nhẹ nhõm, vội vã ra ngoài. Trước 1494, tên em là Thiên Đại. Sau khi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh ngắn ngủi, cô bé vật người vào từ cửa sổ, trong tay còn ôm rất nhiều đồ ăn. Anh trai, chú quản gia nói anh chưa ăn sáng. Cô bé đổ hết đồ ăn xuống mặt bàn, chờ anh ta ăn. Sắc mặt bạch mộ thừa không thể, chỉ là quá lạnh lùng Anh ta không thèm nhìn đống thức ăn kia Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt thiên miểu lúc 13 tuổi Khi ấy cô vẫn còn trong sáng ngây thơ Sẽ cười và nghịch ngợm với anh ta Hơn nữa còn ngọt ngào gọi anh ta là sư huynh Mà bây giờ Một chiếc bánh sandwich được đưa tới trước mặt Khiến anh ta lấy lại tinh thần Anh trai, ăn một chút đi Nếu không ăn cơ thể anh sẽ không có sức đâu Cô bé rất chân thành Bánh sandwich kia như biến thành một quả hồng to tròn trịa, bên tai có một âm thanh đang nói: "Sư huynh, em vừa mới hái đó, mau ăn đi, ăn xong thì vết thương của anh sẽ nhanh khỏi hơn." Anh ta cầm lấy bánh sandwich, tôi cắn một miếng, không có hương vị, thậm chí là giống như đang nhai sáp. "Em tên gì?" Cuối cùng suy nghĩ của anh ta cũng quay trở về, câu hỏi này đơn giản giống như chỉ tùy ý nói ra, hoàn toàn không quan tâm đáp án là gì, nhưng cô bé lại vô cùng nghiêm túc trả lời: "Thiên đại" Bố mẹ em hy vọng em có thể truyền thừa dòng máu của họ đến ngàn đời và tiếp tục kéo dài đến mãi mãi, thế nên mới đặt cho em cái tên này. Thiên đại. Ồ, người đàn ông phát ra một tiếng cười châm chọc. Cô bé không hiểu nụ cười của anh ta. Bèn hỏi, anh trai, anh không thích tên của em à? Người đàn ông không trả lời. Thiên đại mím môi và hỏi, anh ơi, tại sao anh lại tức giận khi lờ mờ được sao cho hắc kê? Mà lờ mờ là gì thế? Cô bé đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và thư ký, ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng, anh ta nhíu mày, "Sao em biết được chuyện này?" Thiên đại trột dạ lùi về phía sau. "Em, thính giác của em khá tốt." Anh ta híp mắt, trong lòng cuộn trào, "Em chỉ nghe được xa hơn người khác một chút thôi, bên này lại tương đối yên tĩnh, thế nên xin lỗi, em không nên làm vậy, nhưng em không thể kiểm soát được lỗ tai của mình, em không cố ý đâu. Có thể nghe được bao xa?" Trong vòng 100 mét xung quanh đều nghe được Cô bé nói Bố mẹ em nói đây là một kỹ năng kiếm sống mà ông trời ban cho em Nhưng tới tận bây giờ em vẫn không biết dùng nó như thế nào Chỉ cảm thấy rất ồn ào Dù có đeo tai nghe hay là máy chống ồn cũng vô dụng Bạch mộ thừa suy nghĩ một lúc rồi nói Không được nhắc lại chuyện này ở trước mặt bất cứ ai Kể cả tôi Cô bé hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu Ở bên kia Sau một đêm lên men Thiên Miểu và Phong Huyền vô tình sâu ân ái đã mang đến cho khách sạn Đạt Tư lưu lượng cực lớn. Những tin đồn ma quỷ trước đó cũng bị tin ân ái nghiền nát. Đây là kết quả ngoài dự đoán của tất cả mọi người, rất đáng ăn mừng. Mọi chức vụ trong khách sạn đều được tuyển đủ, khiến khách sạn tràn trề sức sống, không còn giống như một ngôi nhà chết. Hôm nay Thiên Miểu đến khách sạn từ sớm để sắp xếp quay chương trình giải trí. Hiện giờ ngoài Thôi Kinh Huyễn, chương trình còn mời thêm một số nghệ sĩ trong nước. Chỉ có một vài người không có thời gian nên không thể đến, còn những người khác đều vui vẻ đồng ý hợp tác. Điều bất ngờ là Thiên Miểu nhận được một tin nhắn lạ, là Trương Tuyết Lạp gửi tới. Đối với cô mà nói, cái tên này đã xa xôi lâu rồi. Trương Tuyết Lạp là chị gái cùng cha khác mẹ của Ngụy Vũ, cùng từng cô tham gia chương trình Last Adventure. Sau đó cô ta tự biến bản thân thành người đã chết, mấy năm gần đây không có tin tức gì. Chương 1495, cô ta nôn nóng. Ý đồ của cô ta rất đơn giản, đó là hy vọng có thể tham gia chương trình này, cho dù phải làm gì cũng được. Trong tin nhắn cô ta liên tục nói những từ như xin lỗi, tha thiết mong cô có thể cho cô ta một cơ hội tái xuất. Cũng nhờ tin nhắn này Thiên Miểu mới nhận ra chương trình phát sóng trực tiếp của mình đã hot đến mức độ nào. Cô lên mạng tra thử, gần như chỉ cần liên quan tới giới giải trí thì đều có dấu vết của chương trình này. Ngay cả tin tức tự động nhảy ra khi mở trang web cũng lấy chuyện này để làm mánh lới. Đã nổi đến vậy rồi sao? Quả nhiên cô vẫn xem thường uy lực của Thôi Kinh Nguyễn. Cùng lúc đó, bên Thương Lam cũng biết được chuyện này. Cô ta đứng ngồi không yên, sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa. Hôm nay khách sạn Lai Hỉ đã không còn náo nhiệt như hai ngày trước, chỉ còn một ít độ hot còn dư lại. Hay là chúng ta cũng làm một cảnh sâu ân ái giống vậy? Trợ lý đề nghị. Thương Lam tức giận. Ai sâu? Anh chắc. Trợ lý im lặng, thường làm lại giận dữ nói. Bọn họ hot là vì Phong Huyền và cô ta vốn đã là nhân vật được chú ý, chính bản thân đã mang theo lưu lượng rồi. Nhưng cô Lam, danh tiếng của cô cũng không nhỏ mà, nếu làm một cái tương tự, anh cảm thấy tôi sẽ vì lưu lượng mà bán đứng thân thể ư. Thường làm trách mắng một câu, sau đó lại không nhịn được mà đảo mắt, suy xét về tính khả thi của biện pháp này. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta lại hỏi, bên thôi kinh huyễn thế nào rồi? ai không có gì thay đổi xem ra sắp tới thật rồi thường làm gắn răng không được tôi không thể cứ chờ mắt nhìn cô ta xoay người nhất định phải nghĩ ra cách chỉ cần chỉ cần lôi kéo thôi kinh nguyễn qua đây là được cô lam cô đừng hoảng không phải lúc trước cô đã chuẩn bị kỹ càng để phá hoại chương trình của bọn họ rồi à chúng ta cứ chờ đợi là được cô suy nghĩ thử đi thôi kinh nguyễn này nổi tiếng như vậy muốn mời anh ta tới cũng tốn không ít tiền đâu thường làm vẫn bất an luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng anh ta không tới thì vẫn tốt hơn. Nếu như vậy thì đường thiên miểu chẳng khác nào lừa gạt khán giả. Trước đó tùng hồ bao nhiêu thì sau này sẽ ngã đau bấy nhiêu. Đúng, để phương án lúc trước thành dự bị đi. Hiện giờ ưu tiên hàng đầu là dành người về đây cho tôi. Trợ lý nghi hoặc. Cũng không biết cô đường mời người tới thế nào. Tôi đã điều tra rồi. Rõ ràng lịch trình tháng sau của tôi kinh huyễn đã đầy. Có phải cô ta ra giá, giá gấp đôi không nhỉ? Chứ sao nữa? Thường làm tức giận. Chúng ta không thể xuất phát từ tiền tài, chỉ có thể quay về điểm bắt đầu và lợi dụng tin đồn kinh dị kia để dọa anh ta một chút, sau đó nhân cơ hội mời người tới đây. Trợ lý đáp, cũng không biết bọn họ có ký hợp đồng hay chưa. Nếu là như vậy, thôi kinh huyễn xem như là hủy hợp đồng và phải trả tiền bồi thường. Thường làm nhíu mày, nói đúng lắm, tôi đã quên mất chuyện này, anh mau thăm dò đi. Không được, cô ta lại giơ tay, bất kể thế nào tôi cũng muốn kéo người tới đây, anh đặt trước về máy bay đi, Tôi sẽ đích thân đi gặp anh ta Trợ lý gật đầu lập tức lấy điện thoại đặt vé máy bay Bây giờ anh ta thuộc công ty nào Tôi nói trực tiếp với công ty thì đáng tin cậy hơn À cô Lam Anh ta đã ra làm một mình Tự làm ông chủ từ lâu rồi Thế nên chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta thôi Cô ta nhướng mày Lợi hại như vậy cơ à Được rồi nhanh chóng liên lạc với anh ta đi Chỉ một lát sau Trợ lý nghe được tin tức mới nhất của Thôi Kinh Huyễn Từ kênh của trạm tỷ Tốt quá hiện tại anh ta đã tới nước g rồi ngay tại bắc kinh hôm nay có một sự kiện trao giải ở đó bây giờ anh ta đang ở trong một khách sạn gần đấy